Rồi cái nhà hàng thấy video cũng hay thì cái nhà bấm vô ngón tay và để chữ đăng ký kênh cái nhà để ủng hộ cho mình nha. Có nhiều động lực làm video mới nha cả nhà. Rồi mình cũng xin kết. Hello. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình có một con cá điêu hồng cả nhà. À, riêng mới thịt nha. Thịt thì mình sẽ chiên nước mắm cả nhà. Cá điêu hồng mình sẽ chiên giòn nha cả nhà. Đó, cũng đã thắng mỡ này đặng một chiên thịt nghe đó. Còn cái nồi đây mình sẽ chiên con cá điêu hồng nữa cả nhà. Rồi mình sẽ tiến hành làm nữa cả nhà. À, chảo mình cũng đã bắt lên cả nhà, mình sẽ đổ mỡ đổ dầu vô nghe. Đó, đổ nhiều dầu ăn thôi nửa chai cả nhà. Chờ nào dầu nó sôi lên mình sẽ thả con cá vô. Còn ở đây mình vừa thắng mỡ vừa chiên thịt nha cả nhà. Đó, mình sẽ thả thịt vô chiên nha. Còn đây cái chảo nó dính đó cả nhà, mình không có chiên cá được nha, mình chiên thịt được rồi. Ngon, tiết kiệm không gian nhưng mà vừa thắng mỡ vừa chiên thịt. Đứa nhỏ thì nó khoái ăn thịt chứ nó không khoái ăn cá cả nhà. Nó bắt nào mỡ nó tan hết mình sẽ vớt nó ra cả nhà. Rồi cháo dầu ở đây cũng đã sôi cả nhà, mình sẽ thả con cá vô nè. Rồi mình sẽ thả con cá vô cả nhà. Đó. Thả con cá điêu hồng vô nè, mình chiên nè. Rồi thịt đây cũng đã chiên được mớ cả nhà. Đó, mình cũng đã đậy nắp lại nha cả nhà cho nó mau chín nha. Rồi mình chiên tới giờ mình sẽ trả lại coi sao nha cả nhà. Mình có cái vàng cái trưa nha cả nhà. Đó, cái này cũng đã vàng rồi nè. Mấy cái miếng mình để trước nó vàng trước nha cả nhà. Mấy miếng mình để vô thì chưa vàng. Mình vừa thắng mỡ mình vừa chiên luôn nó ngon lắm cả nhà, thơm lắm. Mình cũng đã bằm tỏi mình làm nước mắm nha cả nhà. Mình sẽ làm mắm chấm nha. Tô nước mắm mình cũng đã làm xong rồi cả nhà. Đó, mình nặng luôn trái chanh vô nha. Đó, tô mắm mình làm kẹo ngon lắm cả nhà. Đó, mình không vớt ra được vài miếng thịt nữa cả nhà, mình chiên thịt thì cũng mau chín nữa nha. Rồi hôm qua đây con cá mình chiên nó cũng nên được vàng được bên này, để nắp cho nó mau chín nữa cả nhà, lát mình sẽ trở lại nha. Rồi mình sẽ chở con cá lại nha cả nhà. Lên cơm cho nó. Cá hơi bự cũng hơi khó chở nha. Cá mình có trả lại như cả nhà. Rồi thịt mình cũng đã chín được mớ nghe. Rồi thịt đã vớt xong mình cho nước mắm vô như cả nhà. Đó. Còn chút nước mắm vô. Mình sẽ để thịt vô mình xào qua trộn lại rồi chơi cả nhà. Như con. Đây mình sẽ thảo nước mắm nó nha cả nhà.
khỏi đồ nước trên nó thấm, vừa ăn là mình tắt bếp luôn cả nhà. Tại vì nó không có thấm vô trong nhiều nên thấm áo bên ngoài luôn. Rồi mình sẽ gấp nó ra nha cả nhà. Rồi mình sợ tới giờ mình gấp nó ra nha. Xà của này cũng ngon lắm cả nhà, khỏi cần để này kia cho nó công phu. Nước mắm này lát còn quẹt nó như cơm là bá cháy luôn. Rồi đó, món thịt chiên nước mắm cũng đã hoàn thành cả nhà. Đó, cái chiên mình cũng đã vàng nghe cả nhà. Sẽ chở qua một cái nữa nha. Bên kia nó vàng lên đây cái nữa là nhấc xuống được nha cả nhà. Rồi mình sẽ bóp lửa nhỏ ra nha. Cá này mình sẽ chấm với cái mắm chua ngọt nữa nè. Rồi cá cũng đã gấp ra nha cả nhà. Đó, cái nào thấy nó vàng, nó giòn cho lắm nha cả nhà. Rồi mình sẽ lật ra mình ăn chung với rau nha cả nhà. Đó, mâm đồ ăn mình cũng đã hoàn thành nha cả nhà. Cá chiên mình ăn với rau nè. Đó. Chỉ chấm với nước mắm chua ngọt đó, còn là thịt chiên nước mắm nha cả nhà. Rồi cả nhà có thấy video có hay thì cả nhà bấm vô ngón tay và để chữ đăng ký kênh cả nhà, để ủng hộ cho mình nha, có nhiều động lực làm video mới nha cả nhà. Rồi mình cũng xin kết thúc video clip ở đây. Chúc cả nhà một năm mới rất nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, thành công trong công việc cả nhà, làm ăn phát tài phát đạt và trúng số độc đắc cả nhà, để thay đổi cuộc sống của mình nha. Rồi mình xin kết thúc clip này nha cả nhà, tạm biệt cả nhà.